Kính thưa quý vị, đang ở đàn anh Lộc thì mấy anh có giới thiệu ở đây có một em giữ dịch. Để vừa ghé thăm em coi sao. Chào em. Em tên gì? Dế. Tên Dế hả? Sao nằm đây? Em làm gì đây? Dịch. Dịch hay là giữ dịch? Đi làm gì ở đây? Giữ dịch phải không? Nãy nghe mấy nói gì mấy em nói gì em, dịch. Em ra đây nè. Em ngồi, em ngồi vậy đi. Ra đây luôn đi. Ra đây hả? Ra đây. Cho sáng phải không? Ra đây đi. Giữ dịch cho ai ở đâu? À đó cũng được. Rồi. Nè, cho anh gửi cái mi đi ha. Em nói vậy không anh kẹp em khỏi cầm, khỏi cầm. Rồi, để đi. Rồi. Em giữ dịch cho ai ở đâu? Không biết. Không biết hả? Biết luôn hả? Dịch đâu? Bà dịch nằm đâu? Bà dịch nằm ở đâu đâu? Mấy con dịch của em đâu rồi? Đi rồi. Đi đâu? Sao em giữ dịch mà em ngồi đây nó đi? Rồi ba nói gì sao vậy? Dạ dạ. Rồi, ổng ơi, đúng dạ. Lắm dạ, rồi, dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn anh. Chào anh ngang, anh Út phải không? Đúng. Dạ. Trời nó phải nó cười kìa. Thì hồi nãy giờ em phỏng vấn một cái em trai đi nè. Em trai nói là không có biết cái gì hết trơn á, hỏi tuổi tác thì không biết luôn. Đúng rồi. Anh có biết cái sự tích của em trai này không? Biết, tại đi giữ dịch ra mỗi năm thường năm nó gì đây nè. À, mà nó ở đâu? Ở đâu là bên Cà Mau, Cần Thơ mà nó cũng không gành không nữa. Vậy đó hả? Ừ. Mà sao nó khờ, khẩu gì nó cũng biết vậy? Tại nó vậy đó này. Thì theo anh Độ là khoảng mấy tuổi, hai mấy không? Ở đó cho nó không biết nó hai tuổi không mà. Hồi nãy em hỏi 100 tuổi không? Nó 100 tuổi. Rồi cuối cùng mấy tuổi? 2 tuổi. Dạ. Hỏi vợ mấy đứa vợ nó, hai đứa con. Ủa lộn, hai vợ. Hai vợ rồi học lớp 2. Tất cả cái gì đều hai hết trơn luôn. Ừ. Vậy là ở vòng vòng đây. Ở dịch nó ăn nó cầm nằm đi vô vòng nằm này vòng vòng đi nè. Là dịch đi đâu thì nó theo đó. Dạ. Rồi có khi nào anh thấy chủ dịch đây không? Có ít lắm, nó mà chiều mới ta gom dịch về nó mới về. Nó lâu mới nhớ ra đây chơi nè. Nó biết là lần gã cho em là một lần á. Dạ. Nó mới nhớ nó lâu đi chơi nè. À chứ dịch thì nằm tú trong kia. Đúng rồi, mà nó nhớ một lần chỗ nằm chỗ nghỉ ngơi đó á. Dạ. Nó nhớ quận chứ canh. Nói chung là cũng hiền. Dạ. Nói cười. Vậy là hàng năm là tới vụ là về đây. Tới vụ về đây. Dạ. Tới nước nào người ta xả lúa đi. Dạ. Rồi anh có nghe kể gì về em này không, gia đình anh này không? Dạ, cũng gia đình mẹ cũng khờ quá. Dạ. Ủa gì hả? Mẹ cũng khờ như vậy đó. Bị ta gạt đẻ ra hả? Bị ta gạt đẻ, mấy nhậu xỉn sai, mấy ông kia đi dịch chung với nói. Dạ. Vậy sao? Rồi vậy thì chủ dịch ăn cơm mà với quần áo không biết xài tiền. Không biết xài tiền ha? Không. À, là lý do là tại vì không biết xài tiền cho nên anh ta cho tiền. Cho cơm nước ăn vậy đây rồi đó, về giữ dịch. Gì quá, khờ luôn rồi, khờ nhiều dữ lắm rồi. Cũng phái dưỡng phái lên mà anh nằm không ai la được chứ. Hơn chủ đúng không? Chết mồ rồi, gửi bỏ dịch sao được? Vậy là tao kia cũng tao văn hình mạnh sẵn rồi mới giao cho nó. Dạ. Văn nước rồi á. Cũng như làm cho có vậy ha. Mà mẹ cũng khờ luôn. Mẹ khờ luôn. Mẹ cũng khờ luôn. Nó chỉnh sai vụ á. Dạ, vụ. Đẻ ra rồi gặp vậy luôn. Dạ. Thôi, cảm ơn anh nhiều ha. Dạ, cảm ơn anh. Đế Phương. Đế năm nay bao nhiêu? Đế trong phải tên Dế hả? Nãy nghe tên Dế. Đế. Đế Phương. Đế năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Không biết. Không biết tuổi luôn. Có vợ chưa? Chưa. Có ghẻ chưa? Chưa. Chưa luôn hả? Trời, tướng tá cao gáo gì mà chưa có ghẻ, chưa có vợ luôn đó hả? Rồi giữ được bao nhiêu con vịt? Hả? Bạn sợ rồi. Em giữ mấy con vịt? Hai. Trời, giữ hai con vịt hả? Ủa sao có hai con, giữ dịch mà hai con vậy? Đi giữ dịch cho người ta phải không? Phải không anh, đi giữ dịch cho người ta? À, giữ dịch cho người ta. Giữ dịch sao có hai con hả? À? Hay là ông chủ cho em có hai con giữ thôi? 2.000 con hay gì? Đông không? Giữ nhiều không? Không. Đông sao nó có hai con hả? À? Rồi bà dịch hiện tại đang nằm chỗ nào đâu? Dịch đâu rồi? À. Ngoài đám ruộng ngoài hả? Có nghĩa là hơi khờ hả? Này cũng khờ nhiều chứ. Quê mình ở đâu? Cà Mau. Cà Mau luôn Cà hả? Cà Mau. Ồ sao lên tới đây vậy hả? Đi lên đây với ai? Nhường. Đi lên đây với ai? Nhường. Cái gì? Nhường. Nhường là sao? Chắc chủ dịch đó. À, chủ dịch tên Nhường hả? À, đón vậy thôi ha, mình đón. À, năm rồi. Năm nào cũng tới đây hay là sao anh? Năm nào cũng tới, đồng này cắt là tới đây. Dạ. Rồi tối mình ngủ ở đâu? Tối ngủ ở đâu? Dịch ra là giờ dịch chỗ nào rồi chỉ anh coi. Chỉ cái hướng dịch nằm coi. Ruộng đó. Ruộng đó. Ruộng hang.
Vịt đẻ hay là vịt tơ? Đẻ. Sáng có lụm trứng không? Ủa đẻ sao sáng không lụm trứng? Chủ lụm hả? Trời ơi. Em hồi xưa đi học được lớp mấy? 2. Lớp 2 hả? Lớp 2 mà có lên lớp không? Học lớp 2 mấy năm? Mấy năm mới lên được lớp 2? 2 năm rồi. 2 năm hả? 2 năm rồi lớp 2. Bây giờ em còn học không? Không. Nghỉ rồi hả? Hồi nãy hỏi tuổi chưa trả lời phải không? Rồi. Tuổi không biết. Nhớ kỹ là coi năm nay nhiêu tuổi rồi? 100 tuổi chưa? Đúng rồi. Rồi 100 tuổi luôn hả? Đúng rồi. Ôi ơi. Khoảng ba mấy tuổi không? Ba mấy tuổi, 35 tuổi phải không? Đúng luôn hả? Ừ. 25 tuổi không? Ủa vậy là vô phương luôn hả? Không biết luôn ta. Không biết thiệt luôn hả? Mà địa phương này mình thấy em này là bị khờ bị vậy hả? Dạ. Ca không? Biết ca không? Giữ dịch mới người ta vụ nào về tới lúa rồi ta chủ dịch về cái nó giữ dịch về. Dạ. Hiền không anh? Hiền thôi ha. Dạ. Rồi đi giữ dịch tổng cộng có mấy người? Mấy người? Một hả? Một mình sao em một được? Hả? Rồi ông chủ ở nhà hay gì? Rồi sáng lùa đi, chiều lùa về. Có mình mà sao đi ra đây rồi bỏ bài dịch ai coi? Hả? Bỏ bài dịch ai coi? Có bỏ ra. Nhốt rồi hay gì? Nhốt rồi. Nhốt rồi hả? Rồi đi ra đây làm gì? Kiếm ghẹ chứ gì? Thấy không? Sao bỏ dịch chồng đi ra đây làm gì? Dịch nó nằm nghiêm rồi. Con dịch nó nằm chơi ha. Cái đây nằm giống vậy đó. Ở Cà Mau phải biết phải gì không nữa. Phải Cà Mau không? Chắc ăn không? Chung mấy anh ở đây xác nhận rồi là ở Cà Mau. Tại nghe nói mùa nào cũng lên đây giữ hết trơn á. Nhà có mấy anh em? Hai em. Hai người hả? Cái gì người ta đã trả tiền sao ta? Ăn cơm trời ơi. Ăn cơm sắm đồ rồi. Ăn cơm đi sắm đồ hả? Ủa hả? Chắc coi chừng dạ. Bà con ở đây năm mấy? Bà con cháu vợ rồi giống như người ta nói chung là người ta cháu vợ của người kia ha. Nó nghĩa là người ta cũng ta nuôi luôn trong gia đình người ta đi nuôi rồi kiểu như nuôi rồi làm. Cha bây giờ hồng mà hỏi 100 tuổi đúng không? Cũng đúng. Hai tuổi đáng nói nè, hai tuổi nào nói nữa. Vậy là 2 tuổi hay 3 tuổi? Bây giờ thật sự là em 2 tuổi hay là 3 tuổi? 2. 2 tuổi rồi chắc. Mẹ không? Chắc không? Chắc. 2 tuổi rồi. Đi dịch cũng 2 con nữa. Cha mẹ còn khỏe không? Khỏe. Khỏe hả? Cha mẹ ở nhà với ai? Nhà. Cha mẹ ở nhà với ai? Cha mẹ ở nhà với ai? Ông ngoại. Ông ngoại hả? Ông ngoại nhiêu tuổi rồi? Mẹ nó không biết. Không biết luôn hả? Hiểu rồi. Mẹ mới ghi vụ á. Rồi. Ông chủ dịch nó kể. Có nghĩa mẹ của em này khờ bị người ta gạt. Mấy thằng xỉn nó gặp đầu giả rồi đẻ. Chỉ dịch đúng rồi, con nói tôi cũng nhớ. Mẹ đã kiếm tôi đã nè. Tướng còn nào thì nóng ra. Bây giờ em đi giữ rồi như vậy đó, rồi em nhớ gia đình không? Nhớ nhà không? Không nhớ mẹ luôn. Ở nhà là còn chị hay là anh? Chị có chồng chưa? Có rồi. Là cái anh giữ dịch, anh chủ giữ dịch phải không? Là anh ghẻ. Vậy là ngon rồi. Rồi chiều giờ em ăn cơm chưa? Chưa ăn cơm luôn hả? Nè nhìn đây nè, nhìn đây nè. Em biết bây giờ mấy giờ chưa mà em chưa ăn cơm mà đói hay sao? Em ăn thịt con này không? Không. Chưa, chị ăn. Sao không ăn? Đã lắm. Bình thường nói chuyện nhiều không anh? Ít nói làm gì. Ít nói hả? Em không biết. Mà giữ dịch vậy hả? Rồi tối ngủ đâu? Không biết. Tối nay ngủ đâu? Tối nay ngủ đâu? Em quần áo đâu nhiều không? Quần áo mặc em nhiều không? Ừ. Không có luôn hả? Bây giờ đây để anh đưa em đây. Nè bây giờ anh tính cho em một cái áo nha. Vậy rồi. Bây giờ anh tính cho em cái áo. Đâu vậy, em thích màu gì? Em nặng nhiêu ký? Nặng nhiêu ký? Em nặng mấy ký? 2 ký. Trời ơi, nặng 2 ký. Giữ dịch thì 2 con. Vậy là có ấn tượng nhưng số 2 rồi. Tuổi thì 2 tuổi. Ông tướng này vậy chắc là em mấy con vợ rồi? 2 vợ. 2 vợ hả? Em mấy con vợ rồi? 2 vợ. 2. 2 vợ luôn. Rồi em thích cái màu gì? Nè đây có mấy màu này nè, thích màu gì? Đỏ, đen, vàng. Màu trắng nè, màu vàng nè, màu cam nè, màu đen nè, thích màu gì? Thích màu đen phải không? Màu đen. Chưa, để. Đã, nó đen xì luôn nha. 7X.
nè, coi đi, lựa mấy màu này nè, chịu màu nào, chịu màu nào, đỏ đỏ hả, rồi được cam đi, thích màu nào thì chọn màu đó nha. Đây nè, rồi mặc vô thử đi, mặc luôn không đâu, mặc cho thử đây, mặc thử có vừa không, cái áo cũng quá trời cũ kỹ luôn, nói chung là quá thờ luôn cô chú với chị. Ê, đây, đây, đưa, thổ, đây, thổ, đây, thổ, đây, thổ, đây, thổ. Con làm gớt cái gậu luôn, đây. Đây, 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 làm đi. À, lấy cái mặt cây. Ờ, quá thờ luôn rồi, giờ hỏi tuổi tác. Áo mới luôn đó nghe, đó giờ có ra chợ mua áo mới mặc không? Một, có không? Không. Nghe, không nghe anh Nhiệm nói nè, là một chút gì á, anh ghé hỏi áo đâu, thì nói mấy anh từ thiện cho nghe. Ừ, trên thôi anh tưởng đâu, ngược, 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 ngược. Ngược rồi em. Tay đó, tay bên kia. Tay này, đúng rồi. Ừ, rồi, xong chưa? Đó. Người. À, hai con vợ luôn. Cái gì cũng hai không à. Ừ. Quá sợ. Không lúc ôi ơi. Rồi mình đứng dậy cái cây coi nó vừa không? Đứng dậy cái cây. Kéo áo xuống rồi, kéo xuống. Nè. Ô vừa bon luôn. Nhiệm hỏi nè, thường thường em ăn cơm mấy chén? Mấy chén? Hai chén. Hai chén luôn. Rồi thích cái màu này không? Thích cái áo này không? Cái áo xuống đi cho đẹp. Thích cái áo này không? Này, 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 này. Cảm ơn mấy anh đi. Cảm ơn mấy anh đi. Cảm ơn. Cảm ơn mấy anh. Nói... Cảm ơn mấy anh đàng hoàng chứ gì. Nói lần được có mấy tiếng hả? À? Không có nói dài được. Làm như hạt đi số 2 thôi à. Hai con vợ luôn. Trời, hai con vợ, hai con vịt. Giữ hai con vịt. Học cũng lớp 2 luôn. Học lớp 2. 2 tuổi luôn. Quê ở đâu nhớ không? Nhớ Cà Mau. Quê ở đâu? Cà Mau. Cà Mau. Cà Mau huyện nào? Hồ. Quyện Long Hồ. Quyện Long Hồ. Cà Mau có Long Hồ không? Vĩnh Long mấy Long Hồ. Vĩnh Long mấy Long Hồ em. Có trùng, có nào trùng đi danh không? Không nhiều khi. Ở xã nào nhớ không? Em trai xã nào? Em ở xã nào nè? Chưa đợi xe này qua đi. Em ở xã nào? Ở xã nào? Xã gì? Hồ. À, nó không biết đâu. Xã Long Hồ luôn. À nè nè. Thì thôi. Mỗi bữa ăn cơm á, em ăn mấy khứa cá? Hồ. Một ba hai. Hai. Ăn hai, hai thứ cá luôn. Ăn mấy chén cơm? Một chén. Ờ, có lộn số 1 vô này. Cũng mừng quá. Rồi vậy cũng thua luôn, đâu biết sao mà. Ăn cơm mình chừng à. Ăn cơm chừng à. À, có nghĩa người ta kể là người mẹ bị khờ. Người mẹ bị khờ rồi bị người ta gạt. À, sinh ra. Tại ông kia hai dân chung á, rồi mấy tâm sự cũng nằm đó nè. À, nằm đây tâm sự. Tất nhiên là ông chú của nó kể lại cái quá trình đó là... Dạ. Bỏ mình mới biết chứ thật sự nó nói vậy cũng đâu nắm được. À, người ta kể cho mình cũng... Người ta không kể mình cũng đâu biết. Đó, ừ. Dạ. Hỏi nó khi nát nó nói lè dày lắm, nó nát đâu biết được. Chết mồ không? Đi, thường thường đi bao lâu mới về nhà một lần? Em trai? Nãy nó tên gì quên rồi. Đi bao lâu mới về nhà ăn lần? Hai ăn. Đi hai ngày. Hai lần. Đi bao lâu qua? Đi mấy tháng mới về nhà ăn lần? Ba tháng. Ba tháng hả? Có số 3 nữa rồi. Có không? Có. Ừ. Biết anh tên gì không? Đế. Đế. Anh tên Nhiệm. Anh nói là anh Tính. Anh này Văn Nhiệm Đồng Tháp này kết nối nhân tâm. Anh Tính. Em đã nói em tên Đế đó. Ừ. Nói chung mới thật sự là em này rất là khờ luôn cô chú anh chị. Tuổi thì hỏi mấy tuổi? 2 tuổi. Ừ. Ăn cơm mấy chén? 2 chén. Đó. Rồi bây giờ hỏi mấy người vợ, mấy cô vợ, hai cô con vợ. Rồi học lớp 2 luôn. Tất cả đều hai hết. À, hỏi tới đúng gì không? Là hai à. Mà hỏi ăn thịt con kia không là ăn không? Không. Con đó ăn không? Không. Sao hả? Trời. Hả? Ấn. Con đó con gì? Chó. Ấn. Ăn không? Không ăn. À, tôi nói chung là rất là tội nghiệp. Bây giờ là em này á, là đi giữ dịch ngày đây mấy đó rồi đi tùm lum hết trơn á. À, giữ là nghe nói là giữ cho anh ghẻ gì á. Thì cũng khổ, không có cho tiền. Nói chung là gia đình thì giữ ăn cơm thôi đó. Gia đình phải không? Gia đình thì chắc anh... kiểu như cũng sắm sữa này kia này coi mà. Thì anh Tính á, thì hỗ trợ cho em hai này, kêu hai này chứ không biết gì đâu. Nãy nói tên gì quên rồi. Cảm ơn Tính chưa? Tính dây cảm ơn Tính dây. Cảm ơn Tính. Tính dây. Tên hai. Hai. Nè, anh thay mặt cho chị Thí ở thành phố Hồ Chí Minh gửi tặng cho em hai thùng mì. Em hai.
Rồi biết này gì nữa không? Nghe nói tên quên. Đi gì không? Anh để anh mở luôn, để cái giò sẽ sắp xuống. Cái này xài liền luôn nè, mở mở ra cho xài liền. Mình sửa đi. Cái giò đưa xuống. Đó, sắp xuống. Đó. Nè. Hai. Nãy nói tên mình quên rồi. Em tên gì? Tên Hai. Đế. Đế. À cái này là bánh nè ha. Bánh gạo, con này là sữa, sữa này là sữa cà phê sữa, nếp cà phê sữa. Cái này là đường ha. Hồi về đem về nhà nha. Uống bịch sữa, có bịch sữa làm liền được. Giờ là cái này làm liền tại chỗ nè. Sữa cun. Uống cao gáo lớn khỏe. Rồi em để cái đó xuống đi, đặng em cầm sữa muốn. Để bên hông kìa, để bên hông. Ê chà chà. Rồi cẩn mà nút luôn đi. Nên còn lùi chân. Ô, tụi. Nút. Cái ông hút đâu? Nút đi. Phải không? Hết luôn nghe. Phải không? Tôi nào đâu biết đâu. Ờ rồi. Hết luôn. Nào giờ cuốn không à? Đã không? Nào giờ cuốn gì không? Chắc không có đâu. Lắc đầu. Đã không? Ôi, ngon. Không có đâu. Còn nghiệp quá ha. Cho ăn bánh luôn. Chứ nói chưa ăn cơm kìa. Mà không biết chắc ăn rồi quá. Em ăn cơm chưa? Thật sự giờ không biết ngủ đâu luôn nè. Mẹ đứng vào tôi hoài. Dạ, cao lên, cao lên. Chổng lên, ừ, bóp, bóp cho chảy vô. Trên bóp chút. Bị sao ra đây là ở đây rồi, chứ lên giường ngon có cháu rồi nhốt. Thường thường là đây nằm ké anh chỗ này ha. Đi ra nữa, đi dịch thân đang nằm đây nè. Dạ, thì hết hết mùa lúa này thì đi ha. Đi hết đường, nước xanh đi. Trời ơi. Giống chẳng là nãy ngồi đầu cây này sao cười qua nó ủa ai vậy trời. Mẹ hỏi gì đuổi hai, đuổi tới ngồi bánh á. Hỏi nó chỉ bà này. Không, không, cảm ơn chị Thí đi. Cảm ơn chị Thí. Nói cảm ơn nhìn chị Thí ở thành phố Hồ Chí Minh, chắc nói từ từ Chí Minh, từ. Thành, Chí Minh. thành phố Hồ Chí Minh Minh thành mà kêu bằng thằng thôi 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 em đem này về ngang về nhà đi đường nào đem về chỗ mình giữ dịch á. Đem về chỗ mình giữ dịch ngang, ôm về cái chỗ mình giữ dịch á. Giữ dịch ở đâu, chỗ nào đâu. Biết ngoài đồng, nãy nói ngoài đồng. Sao đi về tối quá. Không mà biết chắc về chạy dịch thì biết đó. Một lần nữa thì em xin thay mặt cho em này không giờ không biết tên luôn. Em tuổi gì? Cũng không biết luôn, ở đâu cũng không biết luôn. Đó thì đế em đế. Thì đế tự thối thôi. Em một lần nữa thì em xin thay mặt cho chị Thí cũng đã hỗ trợ cho em bánh trái rồi mì gấu đỏ ha, với anh Tính là cáo. Em xin chân thành cảm ơn chị rất là nhiều. Thôi anh đi nha. Dạ, bye bye. Cảm ơn đi. Ôm hùng cái ơi. Rồi ăn tự nhiên đi em. Ăn tự nhiên đi. Rồi lát sách đó về nghe, đem về chuồng dịch nghe. Đem về cái trại giữ dịch á. Về cái trại giữ dịch. Ha.